Được rồi, đây là tập thứ 5 của tựa game Gone Guazi. Ở cái tập trước thì bọn tôi cũng đã lên một chiếc xe ô tô và chạy trốn khỏi cái địa ngục zombie rồi. Và ngày hôm nay, như các bạn thấy cái khung cảnh và cái lá cờ như thế này, các bạn biết bọn tôi đang ở đâu không? Đúng rồi, bọn tôi đang ở nước Nga. Không hiểu một cái lý do gì mà zombie, đại dịch zombie nó có mặt cả ở nước này luôn. Và cũng để có thể gọi là sang đây để có thể tránh nóng. Thời tiết bây giờ thì như các bạn biết rồi đây, ra đường thì như kiểu luộc người vậy. Nên là chúng tôi sang đây để có thể gọi là tránh nóng, làm cái phương án vô cùng hiệu quả. Nhưng mà đây, bọn zombie thì như nó cũng biết cái âm của bọn tôi thì cũng có mặt cả ở đây luôn. Mặc dù thời tiết nó lạnh như thế đấy, nhưng mà bọn này nó dậy rất là sớm nha. Dậy sớm này, xong đó thì tập thể dục này, rồi đi lùa chúng tôi. Một ngày của bọn nó thì cũng rất đơn giản thôi. Quay, zombie thì cũng áo ấm đầy đủ này. Bọn tôi ngày hôm nay thì đang có mặt ở một cái bảo tàng. Không hiểu zombie ở bảo tàng làm cái gì luôn. Không biết nó trưng bày cái gì, trưng bày người à? Được rồi, chúng ta sẽ phải vào trong và xem như nào. Ở đây thì đạn dược vẫn sẽ có nha. Chúng ta thì đã có những cái trận chiến ở đây xảy ra rồi. Ôi. Được rồi, nào mọi người, đi. Giờ mà sẽ tiến sâu vào. Từ từ. Bọn zombie. Đấy, vừa mới nói xong. Nói chung là tập nào sẽ có những con zombie nhảy vào nó vồ vào người tôi. Tập nào cũng thế, dù nắng dù mưa, dù nóng dù lạnh, kiểu gì sẽ có một con zombie rất là nhiệt tình nhảy vào nó ôm ấp. Khá là bất ngờ đấy. Ok. Này, đầu tiên là chúng ta cứ phải check hàng như thế này cái đã. Mấy cái bọn zom nằm như này có khi chúng nó đang ngủ đấy. Nhất là mùa đông như này. Có con zom nó chăm thì cũng có con zom nó lười. Mùa đông ngủ rất là thích. Nhưng mà cho nó ngủ hẳn luôn thì là thích nhất rồi. Nào, mọi người chuẩn bị đi. Đằng sau những cánh cổng này thì không phải chó mèo hay là gì đâu, mà chỉ có lũ zom thôi. Ui, đông thế. Bọn này như kiểu đang đợi bọn tôi đến vậy. Chưa gì thấy một cái con mà nó đã xì hơi ra như này. Nào, ơ kìa, vào sâu thế, ra ngoài đi. Hít cái này lâu được cũng toang đấy. Từ từ, tôi thấy nết rồi. Nết thì chỉ cầm đấy. Chính xác là cái viện bảo tàng này. Ui, nhiều đồ quý giá lắm này. Băng nào bây giờ thì con người cũng gần như cũng kiểu mà không còn mấy. Nên là ta cứ lút được cái gì thì lút thôi. Nhưng mà thôi. Đây, bọn này nó chắc là không cho bọn tôi mang đi một cách dễ dàng đâu. Được rồi, nghe tiếng như này là biết rồi. Ok mọi người, chuẩn bị tinh thần đi. Đã chơi cái tựa game này rồi thì phải chắc chắn phải hiểu rằng đâu cũng sẽ có zombie. Và những cái lần mà tấn công ồ ập như này và cái nhạc nền nó chuyển sang như thế này là biết rồi đấy. Ok. Thôi xong rồi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây khẩn trương. Ở đây nó có hai phía như này. Và nếu mà mình ở trên này thì nó hơi bất lợi. Uầy, bọn này nó còn nhảy từ phía bên ngoài vào luôn này. Nào. Ngày hôm nay thì ở cái bộ đồ như các bạn thấy đây. Áo ấm đầy đủ luôn. Nhưng mà tính ra thì những cái hoạt động vào mùa đông thì nó cũng khá là hay ấy chứ. Biết rằng những cái đó, khi mà chúng ta vừa ra khỏi giường thì làm gì nó rất là ngại. Nhưng mà chỉ cần hoạt động một tí thôi là cơ thể nó sẽ đủ ấm và nó sẽ đỡ nó việc mà hoạt động nhiều mùa hè. Trong một cái thời tiết mà nó nắng nóng như thế. À mày vào đây. Rồi, xong chưa đây? Hay là mới chỉ bắt đầu từ từ? Tôi cần ra đây lút đạn đã. Ngày hôm nay thì cầm AK đi luôn chứ không cầm SMG như phần N. Ở những cái tập trước. Tập trước thì chúng ta ở trong thành phố này, rồi là hoang mạc các thứ này. Còn này chúng ta thì ở nước Nga thì cho là chúng ta thì là một cái mùa đông. Thế mà như thế thì cũng ai trông rất là dịu mắt. Nào đi. Ngày hôm nay thì những đội chúng tôi thì cũng sẽ có nhiều những cái nhân vật mới này. Đây, tôi thì chơi một cái nhân vật râu ria trông rất là ấm cúng đấy. Nào, chuẩn bị này. Đằng sau những cánh cửa thì không hề có những con vật mà đáng yêu đang chờ chúng ta đâu. Mà chắc chắn là những lũ zom rồi. Từ từ nha. Tôi sợ con zom mà cái quần màu đỏ hồng hồng đỏ đỏ nhảy vào là vổ ấy. Ghê lắm. Zom ấy kiểu bị điên ra. Nó sẽ cử một con da nhảy vô vập vào người ấy. Nào nào nào. À đằng sau này. Này vào đây. Ê. Mày. Cái dao này tầm hơi ngắn. Từ từ ra bên ngoài xem còn con nào không nhỉ. Ui, ánh sáng trông đẹp chứ. Nào, nạp đạn đi. Đây, ui, tuyết rơi này. À, mấy con mà nó hiện màu đỏ như này là những con mà rất nguy hiểm này. Như kiểu mấy con lãnh đạo ấy, mình phải xử nó trước. Ui, đồng thế. Cái viện bảo tàng này thì nó rất là khác so với những cái nơi mà chúng tôi từng ở chiến đấu. Trong này nó rất là hẹp, đây có nết của những cái đây, xác của những, chắc là những cái chiến sĩ mà đã là hy sinh ở trong những cái lần mà phải ở trong chọi lại cái số lượng rong đông như này. Nhưng mà các anh yên tâm đi, cứ để cho bọn tôi lo. Mặc dù chỉ có 4 người thôi nhưng mà với hiệu ứng của main thì chắc là vẫn ổn thôi. Ui, cái chỗ này thì
Rồi, hiểu rồi. Những cái nơi mà nó để rất nhiều những cái thùng hàng, rồi là súng ống này, lựu đạn này, là chuẩn bị sẽ có một cái nhiệm vụ mà phải phòng thủ, và tất nhiên là số lượng dom rất là đông. Nên là thay vì chúng ta cắm đầu vào làm nhiệm vụ luôn thì trong lúc như này thì mình nên là chuẩn bị trước cái đi đã. Rồi khi mà đến cái nhiệm vụ phòng thủ ấy thì mình không cần phải mất công đi mà chạy long nhong đi lút đầu, và mình có thể bắn luôn. Thế thì nó sẽ lợi hơn, bởi vì mỗi nhiệm vụ thì cái kiểu nó sẽ khác. Ví dụ ở đây trên tường nó có con số có 56 này, có 96 này, không hiểu nó biết bằng máu này không biết có. Rồi, đây nào, chuẩn bị này, chúng ta sẽ chuẩn bị thấy có một cái số lượng zom rất là đông. Đây, tôi thì đang cầm trong anh mình cầm cái khẩu M249 này, khẩu này sấy rất là thích. Giải đệ cái kiếm cái vị trí mà bắn này, bọn này không bao giờ nó tấn công một phía đâu. Nào sấy đi, tôi xong hết đạn rồi. Đây rồi, thổi xong. Bọn này thì nó tấn công khoảng 4 đến 5 phía. Ôi đúng vậy, phía dưới này đừng bỏ bê, nhiều khi bắn nó cả con trên và bắn cả con dưới nữa. Con trên thì nó sẽ, đây nó sẽ tiếp cận được cái chỗ này sớm hơn, nhưng mà bắn con dưới thì khi mà những con dưới nó hẹo ấy, nó nằm vật ra thì chắc những con này mà đang được kiệu lên thì nó cũng phải ngã ra rồi. Nhưng mà nói chung bắn hết đi, cứ súng nào khỏe mà cái tầm của nó rộng thì mình phải chơi thôi. Ok, nào nào nào, đút thêm một tí lựu đạn đi, chỉ cầm được đúng khoảng 2 cái thôi, 2 quả thôi, thế khi ném nó không đã tay ý. Tôi nha, check kỹ xem không lại con rơm quần hồng nhảy ra là vồ đấy, khốn nạn thế. Bây giờ đang cầm một cái cưa, thì trường hợp thì mà quá đông thì đấy lươn chưa, đây đâu, thôi thấy cái thùng như này là biết. À đây rồi, 3 red rồi, 3 red bắn rơm thì đúng bài rồi. Cái thùng như này là, à thôi, con này là sẽ như kiểu nó phát động cho những con zom mà tấn công mình ấy, như kiểu rung chấn ấy. Nên mình phải xử thằng đấy trước, cho nó im cái mồm lại đã. Ok, tiếng hét sung trận mà. Thôi bây giờ thì phải giờ phải cho bọn này vào những cái nơi mà hẹp hẹp như này này, chỉ có một lối đi thì mình sẽ dễ hơn. Ồ, à game này nó sẽ để những cái thùng hàng để mình tiếp tế vũ khí cho mình ở những cái nơi mà mình không để ý nhá. Mình loot những cái khẩu như này thì mình sẽ càng lợi hơn thôi, vì nó rất là mạnh. Nó sẽ khác với những khẩu mà mình cầm những khẩu súng chính như này này. Thường thường nó sẽ khẩu M249 này, rồi 3 red, rồi khẩu AVG ý. Bắn rất là thích. Có tên những khẩu đó không thể mà nào nạp đạn được rồi. Đây, trên vai tôi thì vẫn là khẩu 3 red đây. Tôi sẽ đợi những cái tình thế mà là quá nhiều zoom ấy thì mình sẽ dùng thôi. Bây giờ thì nó vẫn còn khá ít, bắn bây giờ thì nó về đây, bắn bây giờ nó mới chuẩn này. Nào, quay quay quay, nhưng mà vẫn phải tiết kiệm nha, có thể bắn nó gọi là dè sẻn, không thể bắn nó gọi là thỏa tay được, dí phải li chuẩn đi nó mới thích. Ôi rồi, vào đây đây, ra đây phải lựa góc mà bắn thôi, độc quá. Đây bây giờ mà có một cái kiểu mà có người đồng đội mà chỉ đứng bên cạnh gọi là nhặt đồ cho mình ném thôi đấy, cứ ra lút đồ đứng cạnh mình, bao giờ mình cần mình đưa cho tôi ném thôi, thế phải hơn không? Bằng nào thì tôi cũng là đội trưởng mà. Đồng thế không kịp bơm máu luôn, từ từ cho em xin một cái khoảng lặng để em bơm máu cái nào. Rồi, quay trở lại cái trận chiến nhanh, được rồi, đang cần này. Trời ơi, nó lại xếp thành núi luôn này. Ghê vậy. Tôi đang chuyển khẩu M4. Ôi, con này nó không nhảy vào nó cắn mình đâu, nó nhảy ra xong nó xì hơi, khốn nạn thế không biết. Con này với lại con xì hơi với lại con mà nó vồ, hai con mà cực kỳ ghét. Không, đấy. Lút này. Ok. À, giờ để chúng ta sẽ thoát khỏi cái bảo tàng này. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh 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 nhanh.
Nào, tôi mở đường cho mọi người, bám sát vào. Cái dao tầm ngắn quá. Giờ cho cầm cái phóng lợn phải hơn không? Ui, nhiệm vụ nó có thể cho mình thoát khỏi cái chỗ này luôn nhưng mà không. Tôi phải bắn xong bọn này tôi mới đi được. Chứ nhìn cái này hơi ngứa tại thôi. Chắc phải đi sớm thôi. Ở đây lâu rồi, chân nó lạnh toát ngay đấy. Nhanh 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 nhanh. Bọn này không bao giờ biết cái điểm dừng ở chỗ nào. Ê, sàn nhà chơi nên sao đi ngã. Ok, thoát khỏi chỗ này đi. Chúng lấy đồ này hay quá nhở. Ra lút tạm mang về. Rồi ra ngoài đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái nhiệm vụ tiếp theo thôi. Và nhiệm vụ lần này thì mình vẫn phải bảo vệ cái trực thăng helicopter ấy. Được rồi, nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ cần phải rút súng ống đạn dược đầy đủ đã. Con này trâu này. Nào. Này. Đồng đội thì cũng đã mất cả khá máu rồi. Rồi, đưa cho ông bạn này cái đấy. Thì cả chỗ này vẫn đủ medkit cho đội chúng tôi. Thêm cái nữa đi. Cái này thì trông như kiểu mình đang rửa cái vết thương. Cũng là rửa cái vết cào, vết cắn của nó mà. Nào mọi người đi. Con này sẽ chỉ ở đứng một nơi nó rình mình thôi. Ghét thế không biết. Từ. Quay lại tôi cần phải lấy thêm nết mà ném nữa. Bên này cho tôi 100 quả tội ném hết này. Ừ đừng đây. Bao giờ đợi khói tàn. À, mày đi đâu đây? Đâu đấy? Chạy làm sao được. Tôi tưởng ở cái nơi này nhỉ, sẽ con rô mà đóng nó bị đóng băng ấy. Đấy. Xong mình chỉ cần bắn vỡ lớp băng nó, bọn này nó sẽ bật ra ngay. Nhưng mà không. Băng trôi như này là có cái gì để mà trượt thì cũng hay nhở. Vừa để chạy rô mà coi như là cái nơi mà cách mà để có thể mình có di chuyển nhanh hơn. Ok, đây, nhiệm vụ thì sẽ cần là phải bảo vệ cái máy bay trực thăng này. Thôi, nhìn như này là hiểu rồi đây. Đây, như đã nói rồi thì mỗi cái nhiệm vụ ấy thì sẽ có khoảng 2 đợt tấn công của bọn Zom. Và cái nơi mà tàu thuyền rồi có những cái hàng rào này, súng máy này. Là hiểu rồi, là chuẩn bị có một cái đợt tấn công cực kỳ lớn của bọn Zom mà tôi nghĩ cái này sẽ là cái đợt tấn công nhiều nhất trong cái nhiệm vụ lần này rồi. Nên bây giờ đang cố gắng chuẩn bị đây. Đây đang là khoảng lặng chưa có cơn bão tuyết này. Ai chuẩn bị được cái gì thì chuẩn bị thôi. Đạn dược súng ống này. Ok, nào. Game vẫn đã cho mình khoảng thời gian để mình có thể chuẩn bị mọi thứ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thì bọn Zom vẫn sẽ tấn công nhưng mà không nhiều. Nhưng mà bây giờ bắt đầu nhiều này. Nào chuẩn bị đi. Súng máy này. Nhưng mà ở đây là sẽ có. Ở đây là có hai mấy cái. Nó có hai nơi. Và phía trước và phía sau. Giờ chỉ sợ nó tấn công một lúc hai nơi như này thôi không kịp phòng thủ luôn. Vậy là chúng nó sẽ tấn công vào phía này trước này mọi người. Rồi sau này tôi sẽ dùng súng máy đi. Nào nào, để tôi dùng cái này đi. 200 viên.
Đông thế. Từ. Bên trong máy bay vẫn có người. Rồi. Đằng trước xong rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến nó đằng sau đi. Cũng may là Zom nó vẫn có là lòng nhân từ. Nó tấn nó, tấn công từng lượt một chứ một lúc mà cả hai này toàn đấy. Game vẫn còn mới biết thương người chơi à. Rồi, đây vẫn chưa phải là cái đợt tấn công chỉnh đâu. Nó lát nhát nha. Rồi, rồi, bây giờ có khi bắt đầu này. Lên đây. Đây là một con tàu. Và chỗ này thì nó băng. Đang ở trên những cái lớp băng này. Chopper, бумажка. It's full of supplies.